Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 106 ngày 25 nơi ẩn náu. Kinh Thánh Jeremy đoạn 17 câu 17-18, câu ghi nhớ Jeremy đoạn 17 câu 17 phần A: Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn. Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn. Chúng ta đọc Kinh Thánh trong Jeremy đoạn 17 câu 17-18. Kinh Thánh Cựu Ước trang 701: Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp. Xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ. Cho họ kinh hoàng, mà chính tôi đừng kinh hoàng. Xin cho ngày hoạn nạn lâm trên họ và hủy hoại gấp hai. Câu ghi nhớ trong câu số 17 phần A đã được tô màu rồi: Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn. Trong phần tìm hiểu, em đánh dấu vào đáp án đúng. Ông Jeremy nói Chúa là nơi nương náu trong A. Gia đình, B. Dân Israel, C. Trong ngày hoạn nạn. Cái nào đúng các em? Trong ngày hoạn nạn nè. Như vậy là C đúng. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh trời mưa và Chúa che chở mình giống như là cây dù che chở cho mình không có bị ướt mưa vậy. Đây, mình là nơi mình, Chúa là nơi ẩn náu, Chúa là nơi mà mình ẩn náu, Chúa che chở mình. Ông Jeremy xin Chúa làm điều gì với những kẻ bắt bớ ông? A. Cứu giúp ban phước và khôn ngoan. B. Xấu hổ kinh hoàng và hoạn nạn. Ông Jeremy xin Chúa làm cho những kẻ bắt bớ ông đó xấu hổ kinh hoàng và hoạn nạn. Ông Jeremy rao truyền tai vạ mà Chúa sẽ giáng trên dân Ngài, nhưng họ không tin và đe dọa mạng sống ông. Trước thử thách đe dọa tính mạng, ông Jeremy trung tín rao truyền sứ điệp của Chúa cho dân tộc, vì biết Ngài là nơi ẩn náu trong ngày hoạn nạn. Vì Chúa là nơi nương náu, chúng ta cần nhờ cậy Chúa hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh. Thực hành, em tô màu vàng vào ô có hành động nhờ cậy Chúa. Chúng ta dùng màu vàng để tô. Cái hành động nào mà nhờ cậy Chúa? Nó tô màu vàng. Không bỏ cuộc. Rồi, thờ phượng Chúa. Cái này không đúng. Không học thêm ngày Chủ nhật. Trả thù ai nói xấu về Chúa, không đúng. Kiên nhẫn làm chứng về Chúa, đúng. Để bạn ức hiếp, không đúng. Ưu tiên học lời Chúa, đúng. Suy nghĩ xấu về người khác, không đúng. Như vậy chúng ta có không bỏ cuộc nè, thờ phượng Chúa nè, không học thêm ngày Chủ nhật, kiên nhẫn làm chứng về Chúa, ưu tiên học lời Chúa. Đó là những điều mà mình hành động mà mình nhờ cậy Chúa. Bây giờ trong phần cầu nguyện: Chúa toàn năng là nơi nương náu cho em trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con luôn biết nương náu nơi Chúa. Nương náu nơi Chúa là như thế nào? Có nghĩa là mình cầu nguyện với Chúa, học lời Chúa và vâng theo lời Chúa. Nương náu nơi Chúa để con được Chúa gìn giữ và ban phước.
Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Xin Chúa cho con luôn biết nương náu nơi Chúa, để con được Chúa gìn giữ và ban phước. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.